Sỏi niệu quản là một bệnh lý về đường tiết niệu khá phổ biến với các triệu chứng như đau quặn thận, tiểu ra máu, buồn nôn, ói mửa, sốt, rét run. Niệu quản là con đường duy nhất đưa nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Nếu bộ phận này bị tắc do sỏi, nước tiểu sẽ ứ đọng gây suy thận, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Vì thế, bệnh cần được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Hiện nay, tán sỏi niệu quản qua nội soi niệu quản ngược dòng bằng laser là một bước đột phá công nghệ trong phẫu thuật ngoại khoa điều trị sỏi tiết niệu. Nó đã dần thay thế hầu hết phương pháp điều trị khác như mổ mở, mổ nội soi sau phúc mạc. Phương pháp này được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại và cơ sở vật chất đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian thực hiện tán sỏi niệu quản qua nội soi niệu quản ngược dòng bằng laser trung bình chỉ khoảng 30 phút. Bệnh nhân được gây tê tủy sống hoặc gây mê. Sau đó, bác sĩ dùng ống nội soi niệu quản qua đường niệu đạo đến sỏi, rồi luồn dây dẫn tia laser đến sỏi, cách sỏi 1 mm. Tùy theo độ cứng của sỏi, bác sĩ sẽ dùng tia laser cường độ lớn hoặc nhỏ bắn vào sỏi. Sỏi được tán vỡ nát sẽ đi theo nước tiểu xuống bàng quang và đi ra ngoài. Nếu mảnh sỏi lớn hơn 3 mm, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ để đưa ra ngoài. Những ưu điểm vượt trội của tán sỏi niệu quản qua nội soi niệu quản ngược dòng bằng laser: không đau, ít phải chăm sóc sau mổ. Ngay sau phẫu thuật nội soi 3 đến 6 tiếng, bệnh nhân có thể ăn nhẹ và ra viện ngay trong ngày. Có thể tán được hầu hết các loại sỏi, đạt tỷ lệ sạch sỏi 100%, không để lại sẹo, không gây tổn thương niệu quản. Liên hệ tổng đài 1900 558896 hoặc hotline 0904 970909 để đặt lịch hẹn thăm khám. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc chăm sóc sức khỏe trọn đời cho bạn.